Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, là một mẫu xe Fiat có năm sản xuất 2003, phiên bản là số sàn máy 1.3 máy xăng, trước này mang biển kiểm soát 36A12724. Hiện tại trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ các bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu bạc các bác nhá, rất là sáng bóng sạch sẽ. Một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng máy 1.3, mang thương hiệu của Ý các bác nhá. Đấy, bản sedan 2 đầu, xăng ngăn tiết kiệm 100 cây chức năng, tầm độ 6 lít xăng trên 100 cây số. Mang biển kiểm soát Thanh Hóa các bác nhá. Rất là ok. Chỉ có vài chục triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Fiat tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Đó, gầm bệ rất là ok, chắc chắn. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ. Đấy, quả lốp này thì nó hơi bị mòn một chút các bác này. Phần cua lốp này. Còn đây là phần nội thất của xe này. Chỉ có 59 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Fiat này. Táp ly của cánh cửa đằng trước bên phụ. Khung cánh cửa rất là ok. Phần hàng ghế đằng sau các bác này. Bật lên xuống. Táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ. Khung cánh cửa không hề mục mọt các bác nhá. Một mẫu xe Fiat tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, giá tiền chỉ có 59 triệu đồng. Sản xuất 2003. Đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, hai quả lốp đằng trước còn đẹp, hai quả lốp đằng sau nó hơi mòn chút các bác nhé. Đăng kiểm đến tháng 2 năm 2021. Sơn xi của nó sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đấy, một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, một anh chàng Fiat đến từ thương hiệu nước Ý. Tôn vỏ của nó rất là dày, đèn đóm sáng quắc các bác nhé. $59 các bác đã sở hữu một mẫu xe Fiat này. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác nhá. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái này.
sạch sẽ đẹp đấy ạ. Một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái các bác nhé. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Sau đây em sẽ nổ máy lên. Vâng, máy đã nổ các bác nhé. Để phát nổ ngay. Đóng điều hòa này. Đó, điều hòa của nó rất là mát luôn. Phần táp lô của xe. Đây là phần quả số này. Phanh tay này. Phần kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Trần của nó trần da các bác nhá. Chắn nắng này. Gương chiếu hậu này. Chắn nắng hai bên đầy đủ, có cả gương trang điểm. Phun nước gạt mưa. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Đây, khóa khiển các bác này. Đó, một mẫu xe Fiat sản xuất 2003. Một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng. Chỉ có vài chục triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Fiat. 59 triệu đồng các bác nhé. Thank you.
vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Fiat có năm sản xuất 2003, phiên bản số sàn, máy 1.3, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 59 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc mân máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.